Thì mình đang đi farm này, farm lên level 2351 rồi. Có một cái thứ nhất là bạn lấy item này, các bạn lấy giác quỷ ra từ rương rồi, rồi bạn cầm lên, các bạn bấm sờ to đấy, đấy là cái đầu tiên. Tiếp theo là lấy kiếm là được đủ, nhưng mà như trong combat không được. Đấy. Một cái đây là cái di chuyển này. Các bạn bấm vào các bạn sẽ di chuyển về cái chỗ cũ. Đây. Đấy. Di chuyển nha. Các bạn đợi một chút, có một cái cơ chế nữa. À cái Ali thì nó chỉ qua đây này. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một cái mới. Đây là một tab á. À, kia là mặt trăng. Nếu mình nghe tiếng thì ghê nhỉ. Còn một cái cơ chế nữa, đó là các bạn reset ở đâu thì các bạn sẽ set được power ở đó. Mình sẽ đến Richie là các bạn thử xem nhá. À, muốn di chuyển các bạn phải đứng in. Nhạc hay phết, nó kiểu nhạc Giáng sinh nhỉ. Đến Gritty rồi. Mình sẽ reset nha. Mình reset, các bạn sẽ set super power ở đó luôn. Đây, hồi nãy có chuyện nè. Đây. Sau khi các bạn reset, các bạn reset super power ở đây nè. Sau khi mà các bạn reset để các bạn set super power ấy, thì các bạn nhấn nút di chuyển. Cứ reset là set super power được. Còn bây giờ thì là di chuyển này. Cái mình về này, á, tự nhiên kia đang boss qua đây, qua đây. Cái sau khi xử lý xong con boss thì mình làm cho các bạn xem một cái nữa. Đó là cái này mà này. Đây, kéo xuống. Cái này này. Đâu, cái này. Nó mình đánh quái. Mình đánh con quái ở cái hòn đảo mới á, nó ra. Không biết để làm gì. Cái đấy là đánh con boss cái gì mới ấy. Ha. Thử cái đấy là gì? Thế là nó để đánh con boss mới ấy. Còn bây giờ bye.